Xin kính chào quý anh chị khách hàng, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của đúng Webika, kênh chuyên biệt tư vấn báo giá về chương trình khuyến mại cũng như tổng lăn bánh mới nhất của những mẫu sản phẩm Toyota. Và trên màn hình quý anh chị đang nhìn đây là mẫu sản phẩm đa dụng Toyota Avanza Premio mới nhất năm 2024. Và trong chương trình cuối tháng 10 này, cụ thể ngày hôm nay ngày 28 tháng 10 thì em nghĩa xin phép được cập nhật bảng giá khuyến mại chi tiết cũng như tổng lăn bánh hai phiên bản đang được lưu hành tại thị trường Việt Nam. Để những quý anh chị đang có nhu cầu tham khảo về mẫu sản phẩm này, lựa chọn đây có phải là thời điểm tốt nhất để lấy xe không ạ? Và trước khi video được bắt đầu, em Nghĩa luôn mong muốn nhận được sự ủng hộ cũng như là sự tin tưởng của tất cả quý khách hàng. Đối với mẫu sản phẩm Toyota Avanza mới nhất năm 2024 thì chúng ta sẽ đang được hưởng ưu đãi kép trong chương trình cuối tháng 10 này. Cụ thể đây là một trong những mẫu sản phẩm được nắp ráp trong nước cho nên chúng ta sẽ được hưởng giảm 50% lệ phí trước bạ từ chính phủ Việt Nam quý anh chị nhá. Đến với phiên bản đầu tiên như quý anh chị đang nhìn trên màn hình đó chính là phiên bản Avanza Premio phiên bản 1.5 AT số tự động và có mức giá niêm yết là 598 triệu đồng. Thì ở thời điểm cuối tháng 10, ngày 28 tháng 10 hôm nay thì chúng ta sẽ được giảm giá trực tiếp tiền mặt lên tới 48 triệu đồng tiền mặt quý anh chị nhá. Ngoài ra chúng ta được tặng thêm gói phụ kiện kèm theo như dán phim, trải sàn hay camera hành trình và một năm bảo hiểm thân vỏ và sau khi trừ cái chương trình giảm giá trực tiếp từ đại lý và hưởng ưu đãi giảm 50% lệ phí trước bạ từ chính phủ Việt Nam thì lăn bánh tại thị trường Hà Nội đối với phiên bản Avanza số tự động sẽ là 608 triệu đồng, lăn bánh tại thị trường Hồ Chí Minh sẽ là 602 triệu và lăn bánh tại thị trường tỉnh sẽ là 582 triệu đồng, một mức giá cực kỳ hợp lý ở thời điểm hiện tại. Và đây là thời điểm mà Avanza được giảm giá nhiều nhất trong năm 2024 quý anh chị nhá. Và anh chị đang có nhu cầu mua một chiếc xe 7 chỗ đi gia đình và kết hợp chạy kinh doanh dịch vụ trong mức tầm tài chính khoảng 600 triệu thì có thể lựa chọn Avanza Premio số tự động. Và quý anh chị cần muốn mức giá tốt hơn thì mọi người có thể liên hệ vào số hotline em để góc trái màn hình nhá. Và đến với phiên bản số sàn Phiên bản với mức giá niêm yết là 558 triệu đồng thì quý anh chị có thể sử dụng mẫu sản phẩm này đi gia đình hoặc kết hợp với kinh doanh dịch vụ bởi vì uh, cái số sản thì sẽ giúp anh chị tiết kiệm cũng như là kinh tế hơn rất là nhiều. Và ở thời điểm hiện tại cuối tháng 10 cũng đang được giảm giá lên tới 45 triệu đồng tiền mặt. Ngoài ra chúng ta vẫn được tặng thêm gói phụ kiện kèm theo và một năm bảo hiểm thân vỏ. Và áp dụng cái chương trình ưu đãi kép kết hợp với giảm 50% lệ phí trước bạ thì lăn bánh tại Hà Nội sẽ là 569 triệu đồng Lăn bánh tại thị trường Hồ Chí Minh sẽ là 563 triệu Và lăn bánh tại thị trường tỉnh sẽ là 543 triệu đồng Như quý anh chị đang trình trên màn hình Khi chúng ta gập hàng ghế thứ hai, hàng ghế thứ ba lại Thì chúng ta sẽ tạo lên một cái không gian dung tích cốp Cực kỳ là rộng rãi trên phiên bản Avanza Premio Thế hệ mới nhất năm 2024 Đặc biệt trên cả hai phiên bản thì chúng ta sẽ sử dụng cụm đèn phía trước Cụm đèn phía sau sử dụng công nghệ LED và cho cái cường độ sáng rất là tốt quý anh chị nhá. Về kích thước tổng thể của chiếc xe là 4m39, chiều rộng là 1m73 và chiều cao là 1m7, kèm với đó là chiều dài cơ sở là 2750mm, khoảng sáng là 205mm, dẫn đến chiếc xe này có cái bán kính vòng quay tối thiểu chỉ 4,9m thôi, giúp đi những cái khu vực phố đông đúc đô thị cũng rất là thoải mái cho mọi người và sở hữu khối động cơ 1.5 lít cho mức công suất cực đại là 105 mã lực. Kèm với đó là mômen xoắn 138 Newton mét. Kết hợp với đó là hộp số tự động vô cấp CVT thì cho chiếc xe có mức tiêu hao nhiên liệu ở đường kết hợp chỉ 5.8 lít trên 100 km thôi. Và đối với xe số sàn thì chúng ta chỉ có mức tiêu hao nhiên liệu khoảng 5.54 lít trên 100 km quý anh chị nha. Và đó là tất cả những thông tin mà em Nghĩa muốn gửi đến cho quý khách hàng trong video ngày hôm nay. Video báo giá chi tiết về chương trình khuyến mại cũng như tổng lăn bánh của cả hai phiên bản Avanza Premio MT và Avanza Premio CVT ở thời điểm trong chương trình cuối tháng 10 này. Và quý anh chị cần hỗ trợ một cách tốt nhất thì mọi người có thể liên hệ trực tiếp từ số online của em nha. Cảm ơn cả nhà. Hãy like và đăng ký kênh, ấn chuông thông báo để nhận được thông tin mới nhất. Có điều phải like hoặc ấn vào phần link mô tả để được nhận báo giá mới nhất của xe Toyota.